Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Beautiful Car. Tôi ở đây, một chiếc xe quá là to nhỉ, chuẩn súp, cái nhìn khác biệt ngay. Toyota Fortuner, chuẩn Ford nhá. Ở Fortuner ấy thì anh em sẽ có rất nhiều phiên bản. Hiện tại như bây giờ là Fortuner đang bán đến 7 phiên bản cơ. Mà cái phiên bản bán chạy nhất ấy, thì nó vẫn là phiên bản Fortuner máy dầu số tự động. Đây là chiếc xe sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2019, mà hiện tại bên Việt Nhật Ô Tô bên tôi đang chào bán mức giá là 1 tỷ 035 triệu. Không rẻ, rất giữ giá. Thật sự nếu mà nói về độ giữ giá thì chắc ngoại trừ Vios ra, Fortuner nó là giữ giá vô địch. Đấy. Chiếc Fortuner này là phiên bản 4x2 AT, một cầu số tự động máy dầu, máy 2.4, sản xuất đăng ký lần đầu 2019, xe lắp ráp trong nước nhá anh em. Với chiếc Fortuner này thì phải nói nó là tuyệt vời trong cái phân khúc mà chạy nhiều nhưng mà lại muốn tiết kiệm chi phí. Anh em đổ một bình dầu mình chạy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8-900 cây, có nghĩa là nó tương đương với khoảng 1.000 đồng cho 1 km mình di chuyển. Cái thứ hai là Toyota mà thì có cái gì đâu mà để về hỏng với lại về để sửa chữa chi phí lớn. Anh em cứ chạy 5.000 bảo dưỡng lần, mỗi lần bảo dưỡng hết đâu đó 600-700 nghìn chấm hết. Quá là bền. Cao này, to này, rộng này, lành này, tiết kiệm này, bán được giá này, đi hơi ù với hơi ít option. Đó là những tóm tắt cơ bản của Toyota Fortuner máy dầu số tự động. Với cái phiên bản một cầu 4x2 này, anh em sẽ có dẫn động cầu sau, máy 2.4, hộp số tự động 6 cấp. Nói chung là nó đáp ứng phải đến 98% cái nhu cầu di chuyển của người Việt mình rồi. Còn nếu mà anh em nào chạy cái đường quá khó thì bắt buộc mình phải lựa chọn xe hai cầu thôi. Thì ông này chắc là bơi thì cũng không thể nào mà đi một cách bình thường được. Đây ra anh em nhìn này, chuẩn súp nên là cái khoảng sáng gầm nó rất lớn. Đấy. Góc thoát trước, góc thoát sau rất rộng, tha hồ cho anh em chạy nhảy. Xe này thì bên em bán ra cam kết với anh em luôn là không đâm đụng, không còn nước, không bổ máy. Xe mới chạy có 2,6 vạn thôi, km zin, anh em check hãng, check gara, tất cả tùy ý. 1 tỷ 035 triệu, trả góp anh em chuẩn bị trước giúp em khoảng tầm ngoài 300 triệu một xíu. Về những cái trang bị option này thì đèn, có đèn bi này, có đèn gầm sương mù này. Đấy, những cái mặt này là mạ bạc, mạ chrome nguyên bản theo xe hết rồi. Ở bên này thì mình có một bộ la răng, nhìn sơ qua tưởng AMG của Mẹt nhỉ, cũng 6 chấu các kiểu. Bộ la răng và bộ lốp này, la răng 17 inch, còn lốp thì vẫn nguyên bản theo xe nhé, nguyên ta lông đây này. Thông thường xe súp thì khoảng tầm 6-8 vạn anh em thay lốp lần đầu, con này mới chạy 2,6 vạn thôi, ta lông tất cả thứ nguyên. Gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp điện, tay nắm cần số thì tay nắm cửa mạ chrome, bậc dẫm này là có sẵn, bậc dẫm nó theo xe nó như này, anh em dẫm lắp bậc dẫm bên ngoài cho những dòng xe khác không bao giờ chắc chắn bằng bậc theo xe được. Đây, lùi phía sau này, đèn led có cảm biến lùi, có cam lùi, đấy, cảm biến góc, cốp thì mở bằng cơ, có trợ lực. Nếu mà anh em gập hàng ghế lên, treo hàng ghế thứ ba lên thì nó sẽ rộng như này để cho anh em mình thoải mái để đồ. Còn nếu mà hạ xuống ấy thì tất cả anh em phải hạ bằng cơm hết nhá. Đấy, giữ cái này lên. Xong rồi để ngồi vào bên nhà. Nói đùa dập mạnh xuống là nó ăn được cái kia nhá. Ok. Hơi nặng đấy. Đây mời anh em chúng ta vào trong khoang nội thất nhá. Phiên bản máy dầu số tự động này ấy, là anh em được bọc da hết rồi. Đấy. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất thoải mái. Cửa gió điều hòa cho tất cả các vị trí ghế ngồi, điều hòa hai dàn lạnh nên là quá thoải mái luôn. Đấy, ghế ngả nhá. Rồi, đấy. Ngồi hàng ghế thứ hai của Fortuner thì nói chung là thoải mái lắm, xe nó thoáng, chả có gì phàn nàn cả. Chỉ mỗi cái là nó ít option. Đây, tất cả phải chung nhau sạc bằng cái cổng này. Và chỉ có một cái ô để điện thoại. Nếu mà ba ông ngồi cạnh nhau thì sẽ phải hai ông cầm tay, hoặc là một ông cầm tay, một ông ngậm lên mồm, chỉ có một ông để điện thoại đây được thôi. Ok. Fortuner mà Toyota nó nhiều option hơn tí nữa chắc vô địch thiên hạ mất. Mỗi tội là vẫn cứ kiểu Nhật nhỉ, cái gì cũng rất là hạn chế. Chìa khóa nhá, dạng cơ. Đấy. Một con này nói chung là cũng còn được một số các tính năng, chứ cũng không đến mức gọi là quá tù. Điểm mạnh nhất thì vẫn là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, gầm cao, chạy sướng. Còn lại thì option gọi là mức độ đủ dùng thôi. Ví dụ như là vô lăng thì mình cũng được bọc da ốp gỗ này, mà trợ lực của nó sẽ là trợ lực thủy lực nhá, nên là anh em lái xe sau một thời gian ấy thì rất tốt cho sức khỏe. Bởi vì với cái vô lăng nó nặng như này này,
bắp tay bắp chân anh em to ngay, chứ không cần phải mất thời gian tập gym, không mất thời gian cho những cái phòng tập. Thứ hai nữa là có lẫy chuyển số trên vô lăng để anh em có thể chuyển sang chế độ lái bán tự động đấy, và cảm nhận là mình đang lái một chiếc xe thể thao. Màn hình DVD thì gọi là có đủ tính năng đấy. Cài số lùi cho anh em xem nhá. Đây, cam lùi theo xe nó sẽ như này. Rồi, điều hòa này, chỉnh cơ. Cái này là thiết kế cũng khá là lâu đời rồi, tận dụng thôi, được cái nó bền. Số 6 cấp này, hai chế độ lái là Eco Mode tiết kiệm và Pro Mode là tăng sức mạnh của động cơ. Đấy. Về tính năng an toàn trên mẫu xe này thì anh em sẽ có 7 túi khí quanh xe, 1 2 3 4 5 6 ở bên kia và cuối cùng 7 là ở cái vị trí đầu gối người lái như thế này. Đấy. Cân bằng điện tử, cảm biến lùi, cảm biến góc anh em có đủ, phân phối lực phanh, phanh ABS. Với mức giá là 1 tỷ 035 triệu thì nếu mà anh em mình thích chiếc xe này thì xin vui lòng ghé qua Việt Nhật Auto và chuẩn bị tối thiểu số tiền khoảng 350 triệu nếu trong gia đình, trong trường hợp mà gia đình muốn mua trả góp. Qua Việt Nhật thì anh em có thể dẫn theo thợ, có thể check gara, check hãng, tất cả thứ ok thoải mái hết nhá. Và một lần nữa anh em cũng đừng quên like, subscribe cũng như là bấm vào nút chuông để ủng hộ cho kênh, cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.